À, chúng ta tiếp tục với bạn là Nguyễn Thành Trung. Cho em hỏi, em là sinh viên năm nhất, hiện tại cũng đã học phần nhập môn lập trình, kiến thức cơ bản. Cho em hỏi, em muốn học khóa học PHP Upline thì có ổn, mở ngoặc ra được không ạ? À? Khóa PHP Upline này là mình học bao gồm kiến thức của khóa Prompt Master và khóa PHP chuyên sâu phải không ạ? À? Ok, thì có khá là nhiều cái vấn đề trong cái câu hỏi của Trung ha. Anh sẽ phân tích ra, anh trả lời cho Trung cũng như là mọi người luôn. Thì đối với sinh viên năm nhất á, em đã học phần nhập môn lập trình kiến thức cơ bản rồi. Bây giờ học khóa PHP Upline thì có ổn hay không? Thì nói chung cái khóa PHP Upline này á, thì ở đây là mọi người lưu ý đây không phải là cái khóa học. Không phải là cái khóa học mà lập trình PHP cơ bản hay là không phải là khóa học lập trình PHP nâng cao gì đó. Mà đây là một cái chương trình học. Thì mục đích của anh là gì? Là mọi người học xong cái chương trình này là mọi người sẽ kiếm được việc làm, sẽ đi thêm à, sẽ đi xin việc được. Ở à, đó ví dụ như đối với những bạn sinh viên năm nhất, năm hai á, mà nhiều khi mấy đứa học học cái chương trình của anh á, mấy đứa học xong cái mấy đứa thấy nhiều khi kiến thức ok rồi mấy đứa xin việc á, thì bỏ ở học ở trường thì cũng hơi kẹt cho anh. Hay à, do đó thì cũng phải tính ha. À, như anh nói cái chương trình đó là anh set up á, thì những bạn phù hợp và những bạn ở năm 3, năm 4 thì phù hợp hơn. Tại vì năm 3, năm 4 chúng ta sắp ra trường rồi, thì chúng ta học xong cái khóa rồi chúng ta đi làm luôn, không có vấn đề gì hết. À, một ý nữa mà em hỏi á, là cái kiến thức của cái khóa này là gồm khóa Prompt Master và khóa PHP chuyên sâu. Thì nó sẽ có hai cái khóa đó. Ngoài ra nó còn khóa Git, rồi nó còn nhiều cái linh tinh lắm. À, tại vì như anh nói là gì, đây là một cái chương trình học để mọi người có thể là đi làm được. À, do đó ngoài cái kiến thức của hai cái khóa đó thì chúng ta còn nhiều cái kiến thức thực tế khác ha để chúng ta đi làm. Ở đây á, khi mà mọi người học cái khóa offline á, thì mọi người sẽ được cấp ba cái khóa học online là khóa PHP, khóa Prompt Master và khóa Git. À, lý do là khi mà mọi người học offline á, thì cái thời gian offline mỗi tuần chúng ta học có 2 buổi thôi, mỗi buổi thì khoảng là 2 tiếng rưỡi một buổi. Thì anh muốn là khi mà chúng ta vào trong lớp và chúng ta thực hành thôi, ở nhà là chúng ta học lý thuyết, thì chúng ta học lý thuyết qua những cái khóa học online đó. Đó, chúng ta sẽ học lý thuyết, còn vô tới lớp rồi gặp anh gặp bạn bè rồi là bắt đầu chúng ta thực hành, chúng ta xỏ ha. Lúc này là nhà chúng ta học được cái gì thì vô lớp chúng ta bắt đầu với chúng ta thực hành. À, chứ chúng ta không có học lý thuyết ở trên lớp nữa, trong lớp sẽ là lúc mà chúng ta thực hành, chúng ta mở rộng vấn đề, thì như vậy thì chúng ta mới đi làm được. Còn nếu mà vô lớp rồi mấy đứa cứ ngồi ở bàn rồi mở máy lên rồi xem cái màn hình anh code thì cũng như không, đâu khác gì mấy đứa tự học ở nhà đâu, nhiều khi nó không có hiệu quả bằng ở nhà nữa. À, vô lớp là chúng ta thực hành. Đó là một số cái vấn đề anh chia sẻ với Trung ha. Nếu như mà theo anh thấy á, nếu mà em năm 1, năm 2 em học chương trình này vẫn ok thôi, không vấn đề. À, nhưng mà phù hợp nhất á, anh nghĩ là nên năm 3, năm 4, hoặc là những bạn mà chúng ta xác định chúng ta chuẩn bị đi làm á, thì chúng ta nên theo cái chương trình PHP Upline thì nó sẽ phù hợp hơn. À, tại vì nhiều khi năm 1, năm 2 thì nó còn nhiều cái thứ nó rào cản chúng ta lắm. Chúng ta học xong mà chúng ta chưa đi làm được thì chúng ta cũng tiếc lắm. Rồi, vậy hai Trung ha. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu hỏi của bạn Hoàng. À, Hoàng có hỏi rằng là anh cho em hỏi thêm là Genven có khóa nào về viết hay hướng dẫn sử dụng API không ạ? À? Thì về sử dụng API á, thì nó lại nằm rải rác khá là nhiều khóa. Ví dụ như khóa React.js có, khóa Angular có, rồi khóa PHP cũng có. À, nhưng mà về việc sử dụng API á, thì nó không có công thức chung. À, bởi vì về việc sử dụng á, thì lại tùy thuộc vào API mà chúng ta dùng. Thì mỗi API nó lại có cách sử dụng khác nhau. À, do đó thì không có công thức chung khi mà chúng ta sử dụng API. À, quan trọng lúc này là chúng ta có cái kinh nghiệm và cái khả năng chúng ta đọc tài liệu, à, xem cái API nó cung cấp những cái tài liệu gì, chúng ta đọc và chúng ta xử lý tài liệu đó. À, còn về việc cái khóa học mà xây dựng viết API ấy, thì bên anh chưa có làm. À, nhưng mà anh thấy về cái API ấy, thì cũng có hơi nhiều bạn yêu cầu. À, do đó có thể là trong thời gian tới anh sẽ sắp xếp và anh xây dựng một cái khóa học, không hẳn là một khóa học đâu, một cái chuyên đề nhỏ thôi, hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta xây dựng API ha. À, hiện tại nếu mà em có nhu cầu tìm hiểu á, thì em cứ search những cái khóa học nằm ở những trang như là Udemy rồi trang Lynda hoặc thậm chí là ở trên YouTube cũng có khá là nhiều video hướng dẫn về việc chúng ta xây dựng API em ha. Rồi, anh cảm ơn Hoàng.
Rồi, chúng ta tiếp tục với bạn Thắm Tươi. À, em có hỏi rằng là combo khóa Laravel trên Zenven gồm những khóa học nào vậy anh? Em cảm ơn. À, thì nói về combo á, thì em chỉ cần di chuyển vào trong cái mục là học online ha. Nhóm khóa học nè, thì nó sẽ có combo là khóa PHP và Laravel, hoặc cái combo là Laravel và Vue. Thì nếu mà em đi theo hướng ví dụ như là PHP Framework và muốn tìm hiểu về Laravel á, thì em có thể là tham gia cái khóa này, cái combo này. Thì trong mỗi cái combo nó đều liệt kê rất là chi tiết. Ví dụ như combo hai khóa học này thì sẽ gồm ví dụ như là khóa PHP nè, khóa Laravel nè. Thì tại sao lại tạo ra những cái combo như thế này? Thì mục đích tạo ra combo á, là có những bạn á, họ học ví dụ như họ học cần chuyên sâu về Laravel Framework, thì thay vì để học chuyên sâu về Laravel Framework thì chúng ta học PHP, học PHP xong rồi cái nhảy qua học Laravel. Thì như vậy có thể là các bạn đăng ký từng khóa thì có thể là học phí nó sẽ cao hơn. Do đó anh mới tạo ra những cái nhóm khóa học nó bổ trợ cho nhau. Ví dụ như ở đây em thấy là nhóm PHP Laravel, thì khi mà đăng ký nhóm khóa học thì học phí sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thay vì chúng ta đăng ký PHP học xong rồi chúng ta lại phải đăng ký Laravel, thì chi phí nó có thể cao hơn. Còn bây giờ chúng ta xác định chúng ta theo cái hướng Laravel, thì chúng ta đăng ký PHP Laravel, thì học phí nó em thấy là tiết kiệm hơn nè ha. Hoặc là bạn nào học về cái combo dành cho anh ví dụ như học về Node.js đi, thì ở đây anh cũng tạo ra cái combo về Node.js, nó gồm 3 cái khóa học trong đó. Mọi người cứ vào trong cái trang combo là mọi người sẽ thấy nó có những cái khóa học gì trong đó. Anh đều thống kê rất là kỹ. Ví dụ như học cái combo thì gồm khóa gì nè, tổng số giờ học là bao nhiêu, tổng số video phải học là bao nhiêu, tổng học phí khi mà chúng ta đăng ký từng cái khóa này riêng lẻ và học phí khi mà chúng ta đăng ký combo, thì rõ ràng mọi người thấy nè, tiết kiệm hơn khá là nhiều. Rồi, một vài phần anh chia sẻ với Thắm Tươi ha. Rồi, anh cảm ơn em. Chúng ta tiếp tục với bạn Hoàng Văn Nhật. Nhật có hỏi rằng là sau này số lượng desk nhiều thì xin việc có khó hơn không anh nhỉ? Với lại khi mà biết tiếng Anh thì xin việc có lợi thế hơn không ạ? Thì anh nghĩ rằng khi mà em post câu hỏi này thì em cũng đã có câu trả lời rồi. Chắc là em chỉ cần chờ anh xác nhận lại thôi. Thì đương nhiên là số lượng developer ngày càng nhiều thì cái mức độ cạnh tranh với nhau ngày càng cao. Ngày xưa ví dụ như 10 công việc có 12 lập trình viên, thì lúc này 12 lập trình viên cạnh tranh với nhau với 10 công việc đó. Nhưng mà hiện tại ví dụ như 10 công việc nhưng mà có đến 50 lập trình viên, thì đương nhiên là 50 lập trình viên phải cạnh tranh với nhau để chọn 10 công việc đó rồi. Do đó thì số lượng desk càng nhiều thì đương nhiên là cái sự cạnh tranh ngày càng cao. Nhưng mà chúng ta cũng an tâm một xíu là cái việc làm cho desk bây giờ nó cũng khá là nhiều. Và hiện tại cái nhu cầu mà tuyển lập trình viên nhân sự đáp ứng cho cái nhu cầu công việc nó cũng còn khan hiếm lắm, rất là thiếu nhân lực. Do đó thì chúng ta cũng không có cần phải lo lắng là sẽ bị không có việc làm hay gì đó, chúng ta đừng có lo ha. Hiện tại thị trường vẫn cần rất là nhiều lập trình viên. Một cái nữa mà em hỏi anh là khi biết tiếng Anh thì xin việc có lợi thế hơn không ạ? Thì đương nhiên quá rõ ràng, khi xin việc thì em bây giờ anh phỏng vấn hai đứa thì trình độ ngang ngang nhau, mà một đứa giỏi tiếng Anh hơn thì đương nhiên là anh sẽ chọn đứa giỏi tiếng Anh hơn. Bởi vì theo cái mảng lập trình đó, cái kỹ năng tiếng Anh cũng rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta làm ở thời gian đầu chưa cần phải giao tiếp giỏi, nhưng mà cái khả năng đọc tài liệu của chúng ta phải có, vốn từ của chúng ta phải có. Như vậy thì nếu kỹ thuật đã ok, đã tốt rồi, trang bị kỹ năng mềm và cố gắng là trang bị thêm ngoại ngữ. Hiện tại thì tiếng Anh, tiếng Nhật nó khá là nói chung nó khá là hot á, chúng ta có thể đầu tư thời gian cho nó em ha. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe video của mình nhé.